vậy. Cười. Chả mẹ. Rồi. Đồ đi đây có thể chả đâu. Trời, nó mang mở nhạc đám cưới luôn. Trời, đấy đi. Bên bên nước ngoài nó nghe tao quẩy không? Chị bị đi mua đồ qua. Sao lại không tốn tiền anh? Mời ai? Đám cưới thì tốn tiền không sao rồi đó, mà quan trọng là không ai cưới mình nè. Tốn tiền cũng được, một thôi là không có ai rước. Em chuẩn bị hết rồi, chỉ có giờ chỉ cần một chút rẻ thôi. Nghiệp không dám nhúc nhích luôn. Đừng nói lên tiếng. Đông, đông, đông. Nói ra chỉ mang nhục biết. Em không xin gì nhiều, em chỉ xin miếng đất thôi đúng không? Miếng đất chị mới mua ở dưới quê đấy. Có cục đất dưỡng già thôi mà nó cứ nước này tới nước kia. Chị còn có miếng đất dưỡng già chứ. Thế em đâu có miếng đất nào dưỡng già đâu. Chị An còn được đứng tên nhé, chị làm gì có miếng là chị đứng tên đâu. Thật đâu phải của chị đâu. Mua mà không được đứng tên thì đâu phải của mình. Làm 2 năm lời được cục đất.
Da này. Yên nhân nghiệp nó quay không? Nãy giờ nó rung tay rồi đấy. Em hãy tâm mất biến tự làm đời bạn biến nha nghiệp. Ai? Sao giờ này cái tin nhắn mẹ cũng bận gửi đi biết không? Là sao? Mấy tin nhắn rác của Apple á. Tin nhắn rác của Apple là cái gì? Mấy tin nhắn rác này. Mỗi lần mình xóa nó sẽ báo về báo cáo rác với báo cáo về Apple. Nói mình chưa hiểu cái gì. Chứ chỉ thấy tin nhắn của tổng đài là nhiều thôi chứ. Mình lùi tôi xuống đi em. Cho chị xuống em. Quay ngon không? Ngon đúng không? Cái gì? Anh Hoài chỉ lấy mộng như là một tô CB nó đua rồi đó. Là sao? Nhưng anh quá hả? Không nói tiếng Việt đi em. Em nói tiếng Việt mà. Mọi người nên hiểu là nếu mà nó chậm thì khách sẽ đau hơn, hiểu không? Em lướt điện thoại đi thì được đó, nhưng mà ta coi sẽ đóng mặt. Ý là chị lại nhảy nhiều nơi quá hả? Tại vì thấy thì lấy, không tí là quên. Có đâu. Chị Hoài đâu phải là cô Tắm đâu. Không có nói, chị nói nghe, không có nói nha. Chị Hoài giờ là quen, thấy người ta đau đớn rồi. Nghe thấy cũng vậy thôi. Không cần gì ăn gì. Hoài nước tắm.
giờ là đi rất từ 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 rồi đấy, gợi ý chưa? Tại vì nhiều khi quen là không để ý, đi như ăn cướp à. Khi nào mà chị thấy thấy chị nhanh quá chị kêu chị ơi chậm chậm lại. Cứ đứng im ai mà biết được. Cho chị tâm lý thoải mái thì làm thôi. Tại vì chị quen tay là chị sẽ lấy nhanh hiểu không? Nghiêng xíu nữa rồi.
tiền kìa. Xe gì vậy? Cái motor tải nhiêu tiền biết không? Mấy chục. Mấy chục à? Chắc hơn chứ. Cỡ đó là không hơn đâu. Nó hơn là... Không xứng đáng để mà khoe. Nhưng mà đối với những người mà không biết không gần thì người ta nghĩ nó sẽ nó sẽ lắm. Ủa chứ chị quên tính bao giờ mổ tay á chị? Chị An. Chị quên tính bao giờ mổ tay? Bữa nay không tập thể dục luôn hả? Bụng 7:30 chưa dậy mà. Trời mát quá ngủ ngon. Không thể dậy luôn. Giảm cân mà niềm tin.
bị che không? Có bị che không? Đau quá.